cái này là tôi không có biết gì đâu nha. Tôi không có biết cái gì đâu á. Mấy 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 cha nội thiếu người đánh nhau đã đời đừng có đổ thừa nha. Nha nha. Tôi biết ngay mà, thiếu người mà cũng gán đánh lộn được thiệt luôn á. Rồi rồi rồi, mày tới số mày rồi. Quay. Ấy trời ơi, hên quá anh em ơi, Emily của mình. Chết rồi. Ừ, chết rồi anh em. Lựu đạn nó thiệt tình, một phát đánh thường nữa thôi mà đánh không kịp anh em ơi. Cái thằng Gidu này số nó đỏ quá trời. Nói nói chứ ăn được cái pha nãy được một mạng của Emily cũng mừng thấy bà rồi. Đáng lẽ là mình chết ngay cái lúc mà thằng Gidu nó gồng rồi chứ không phải là đợi đến cái buổi đó đâu anh em ơi. Cũng rất là may mắn thì Emily nó sử dụng chiêu lỗi hay là nó cố tình gì đó mình không biết. Nó suốt mà văng khỏi cái vòng của cái thằng kia đâu đang gồng luôn. Rồi 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 rồi, đánh nhau. Rồi rồi rồi, anh tiêu vô, búp vô cái đầu. Rồi không chết thằng nào luôn. Khỉ này. Mày hả mày? Rồi làm mướn luôn anh em ơi, làm mướn luôn. Trận này thì mình sẽ chơi trong cái chế độ đấu đỉnh cao nha anh em ơi. Ừ thì đánh ở ngoài đấu hạng nó hết lên điểm rồi. Bây giờ đánh ngoài đấu hạng nó lên được có 4-5 điểm gì đó à, mà mình win nha, lên được 4-5 điểm. Còn mình thua nó trừ hết mấy chục điểm á. Nên là mình phải vô trong chế độ đấu đỉnh cao để mình cày tóc tướng. Nhưng mà nghẹt cái trong chế độ này nó hack map quá anh em à. Đánh sớm giờ 5 trận rồi mà thua hết 4 trận. Ăn được đúng một trận thôi. Trận nào cũng gặp hack map anh em. Trong này riết rồi nó nát hơn cả đấu ranh luôn. Thiệt cái tình không biết bây giờ làm sao luôn. Mà bây giờ muốn cày tóc tướng mà mình không vô đây thì không đánh không được. Bởi vì đấu hạng đâu có lên điểm nữa đâu. Bây giờ mày muốn chơi không thôi chơi với mày luôn nè. Đậu phộng mày, mày lún cái mặt mày ra coi. Nè. Mày làm cái gì mày rượt ai mày. Mày rượt ai. Mày tưởng tao sợ mày hả? Đi ngủ nha. Ừ đi ngủ đi. Đi ngủ rồi nằm mơ. Mà khoan, chạy ra đẩy xong đằng lính này rồi về anh em ơi. À mà đúng rồi, ở bên góc trái màn hình nè là cái bộ trang bị mà mình sẽ sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay. Anh em có thể xem và tham khảo nha. Có thể sử dụng bộ trang bị này đánh cũng được, hoặc là không sử dụng cũng được, đó là tùy anh em thôi. Mỗi người mỗi ý mà đúng không? Thực sự thì đối với Tulen chỉ có mấy món trang bị này thôi. Chúng ta xoay vòng, xài tới rồi xài lui, không món này thì món kia. Còn nếu như mà anh em hỏi mình làm sao mà để chơi tốt được Tulen thì thực sự với anh em luôn. Bản ngọc, trang bị hay là phù hiệu nó chỉ là một phần thôi. Mà cái phần quan trọng nhất là cách chơi của anh em trong một cái trận đấu ha. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì mỗi trận đấu khác nhau thì chúng ta cần phải đối đầu với những vị tướng khác nhau. Mà những vị tướng khác nhau thì nó sẽ có những chiêu thức khác ha. Và những chiêu thức đó thì chúng ta khi mà gặp giao tranh, lúc vào lúc giao tranh thì chúng ta cần phải biết cách xử lý tình huống nè. Rồi cách sử dụng chiêu của mình này làm sao cho nó hợp lý nè. Đó, cái đó mới là quan trọng. Và một việc nữa là cái cách di chuyển của chúng ta làm sao cho nó hợp lý. Hợp lý là hợp lý như thế nào? Cái chỗ nào chúng ta cần phải di chuyển tới và cái chỗ nào chúng ta không nên di chuyển trong một thời gian nhất định. Ví dụ như là bây giờ chạy lên đường rồng. Nếu mà chạy lên đường rồng, anh em xem là chạy lên đường rồng mình có làm được cái gì hay không? Mình chạy lên đó mình có hỗ trợ cho team được cái gì không? Hay là mình chạy lên đó mình có ăn mạng được hay không? Thay vì vậy thì chúng ta có thể chạy xuống dưới đường top. Trong khoảng thời gian đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái hướng di chuyển của mình đó. Bởi vậy mình mới cái nói cái cách di chuyển là một trong những cái thứ có thể nói là rất là quan trọng luôn. Rồi xong mất cái trụ rồi. Rồi chạy anh em ơi, chạy về nha, hết máu rồi. Ê cái con đi xuống này chơi luôn, chơi luôn, quất luôn, đấy quất rồi. Lù đang nói vậy mà chết kìa. Trời, một hit nữa thôi anh em ơi, một hit nữa thôi. Ừ, một hit nữa thôi mà mình chết trước nó rồi. Nhiều anh em hỏi mình là em cũng sử dụng trang bị rồi, bản ngọc phù hiệu cũng chuẩn lắm rồi mà sao vô em đánh thua miết. Bây giờ mình biết nói với tất cả các bạn làm sao đây. Thua hay không nó là do bạn nữa, chứ không phải là mình chỉ dựa vào trang bị với lại bản ngọc hay là phù hiệu đâu. Vô một cái trận đấu nó sẽ có nhiều tình huống xảy ra lắm. Nhiều lúc á, team mà đang công bắt ở bên, ví dụ ở trên đang đường rồng công bắt easy đồn cho đó, nhưng mà chúng ta không được di chuyển lên mà mình phải di chuyển xuống đường top hay là mình ở đường giữa mình đẩy lính. Có trường hợp thì chúng ta cần phải di chuyển như vậy và có trường hợp chúng ta không được di chuyển. Như cái pha này mình sẽ núp ở đây ba thằng đúng không, không ngán bắt vô con Lily trước nè. Bây giờ lượm được cái mạng con Lily tính một thằng nè Phoenix nè, double kill nè, rồi tiếp nè, chiếc bồ kill chắc chắn cho anh em rồi.
chip bồ kêu nè, quanh tôi kêu nè, quanh, quanh. Rồi xong luôn. Cái mega của tôi mất bà nó cái mega rồi anh em, lũ đạn ở tầng nào nó ăn bà cái mega của mình rồi. Trời ơi tiếc quá anh em ơi, chín thở 10 thì mới có một cái cơ hội đẹp như vậy mà mất bà nó rồi. Có thể nói là sau ba con bắt vừa rồi, tem bên bạn đã mất đi rất là nhiều. Ngoài việc mất trụ, mất mạng và mất luôn cả cái thế trận trong trận đấu này rồi anh em ơi, tem mình đang có cái gì vậy Omen ơi? Cái gì Omen? Trời cưng hai luôn. Vẫn chạy được. Vẫn chạy được. Mình tưởng pha vừa rồi bị con Phoenix ra tát chết rồi chứ. Khi mà mình làm những cái video clip như thế này nè, là mình không phải là mình muốn chứng tỏ với các bạn cái gì cả. Mình không dám nói là mình đánh hay, mình đánh là cực kỳ hay hay là mình đánh giỏi con Tulen này đâu. Bởi vì mình đánh hay thì sẽ có người khác đánh hay hơn, núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn thôi. Cái chính khi mình làm những cái video như vậy nè, là mình sẽ cửa đến cho tất cả các bạn như là trang bị nè, bản ngọc nè, phù hiệu, theo mỗi trận các bạn nên áp dụng làm sao cho nó thích hợp. Và cái quan trọng nhất đó chính là khi mà các bạn xem được những cái video của mình á, thì các bạn có thể biết được cách di chuyển làm sao cho nó hợp lý. Như cái pha này các bạn làm gì? Phải rượt theo thằng khỉ đúng không? Chắc chắn rồi, bởi vì nó còn ít máu mà. Làm sao mà cho nó chạy được? Lượm được thằng khỉ là tên bạn chết hết hai mạng rồi nè. Bây giờ mình sẽ lùi về, mình đẩy cái đàn lính bích nè. Đẩy xong cái đàn lính bích này rồi mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ chỉ các bạn một cái mẹo này, mình sẽ di chuyển thẳng lên bộ đỏ của nó. Ở trên bộ đỏ trên này nè. Anh em để ý cái con Phoenix nha. Bây giờ anh đẩy đàn lính này. Thế nào thì nó cũng phải mò trên đây này. Ủa cái bùa nó đâu mất tiêu vậy? Ủa cái bùa đỏ nó mất tiêu. Rồi xong rồi anh em ơi, bị hố rồi, chết tôi rồi anh em ơi. Mình rồi, cái này là mình bị sai lầm. Mình cứ nghĩ là con Phoenix nó sẽ chạy về trên đó cơ. Lũ đạn nó mất cái trụ mít rồi. Trời, pha này di chuyển hơi bị lỗi anh em ơi. Đó là cái cách mà mình hay đọc map và mình đọc cách di chuyển của người ta đó. Nhưng mà pha này mình đọc lộn rồi. Pha này đọc lộn rồi anh em, bị mất bà cái trụ mít rồi. Khi đánh á, anh em cần phải mình phải tính được trong đầu mình á, là cái thằng đó nó sẽ di chuyển ở chỗ nào, tiếp theo thì nó sẽ di chuyển ở chỗ nào. Mình sẽ di chuyển trước nó để mình bọc đầu nó, mình đứng chặn sẵn trong cái bụi, mình hốt nó. Đó là cái cách di chuyển, mà cách đánh mà chúng ta sẽ úp sọt người ta. Mà muốn đánh được như vậy thì các bạn cần phải đọc được cái hướng di chuyển của nó kìa. Muốn đọc được cái hướng di chuyển như vậy á, đòi hỏi các bạn phải đánh nhiều. Các bạn đánh nhiều rồi, các bạn trong cái trận đấu đó, cái giai đoạn đầu game á, các bạn để ý cái hướng di chuyển của nó. Khi mà giai đoạn đầu game nó di chuyển, ví dụ như cái con đường này nó hay đi tới đi lui nè, nếu như mà mình thấy nó đi tới đi lui con đường này nhiều thì mình sẽ núp trước nó, đợi nó đi ngang rồi mình bắt. Rồi nhiều cái trường hợp á, là nếu như mà nó biết mình sẽ đứng trong cái bụi gần ngay con đường nó đi, nó sẽ đi đường vòng, thì mình bắt buộc mình phải di chuyển vòng ở trên, mình đợi sẵn nó luôn. Đó là cái cách di chuyển và cách đọc map của mình nha. Thằng khỉ trận này không được chơi game rồi, lú cái đầu ra là chết. Từ anh em ơi, đang tới nè. Tích nổi chạy tại không tích kịp rồi. Thông thường khi trước khi vô giao tranh mình sẽ tích nội tại từ những con quái hoặc là những con lính trước. Mình mới vô nhưng pha vừa rồi thì tích cũng không kịp đâu anh em ơi. Bởi vì anh sút bọt của mình ảnh đứng đó ảnh đít máu quá, vô cứu mà cứu cũng không kịp luôn. Rồi con Phoenix chết với mình nè. Nè vô đây. Đó, bị dụ. Trời. Non, cái này người ta gọi là non. Wait. Trời. Khá là may mắn luôn anh em ơi. Thằng Gidu nó chưởng vô trúng mấy con quái, nó chưởng trúng mình là mình nhập viện rồi. Bây giờ là phút thứ 10, gần qua phút thứ 11 của trận đấu rồi. Thằng Gidu nó chưởng cũng thấm lắm rồi nha. Ô men đến kia, được không? Rồi bây giờ đừng mơ ổng đến đẩy trụ. Bây giờ ổng chạy, ổng cấm đầu ổng chạy nè. Chạy được không? Được. Ê, trời ơi, ông khỉ. Ở pha vừa rồi anh như ông khỉ ông bị quý quá anh em. Pha vừa rồi ông khỉ ông bị quý quá anh em ơi. Ông khỉ ông khỏi con quái. Ông Bowman ông chạy được độ pha vừa rồi, ông Bowman ông mừng húm luôn. Thôi kinh công nha. Thôi ăn kinh công rồi đẩy nè. Ăn xong con kinh công thì ông Bowman kìa, ông nói anh khỉ bị quý. Mà vừa rồi bị quý thiệt. Ăn xong kinh công này thì team mình sẽ lấy được ít nhất là một đường lính siêu cấp nha anh em. Ít nhất là một đường. Rồi bây giờ có kinh công rồi, chắc để coi. Từ từ nha, mình tính biến về. Mà món mình còn nhiều, giờ biến về thì nó hơi mất thời gian. Từ ra đẩy đằng lính này đi. Đẩy đằng lính này lên để coi bây giờ lính bên nào mà đẩy cao sát vô trụ á. Rồi mình sẽ thả luôn con rồng này ra nha.
Ôi, khỉ lại chết nữa rồi. Ôi, phải có anh tiêu rồi, Kidu cũng chết với mình rồi. Thôi lên 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 đường giữa luôn nè. Rồi. Lấy đường skill cấp ở đường giữa nha anh em. Còn băng xương nha, còn băng xương nha. Có mạng nữa rồi, có mạng nữa rồi. Ấy, nhẹ nhàng anh em ơi, nhẹ nhàng. Tìm bạn bàn rồi là bạn điểm số rồi. Rồi, bào, mình nói mà ăn xong con kinh công này ít nhất là sẽ có một đường lính siêu cấp, hai đường luôn rồi. Rồi xong rồi, hai đường như thế này tên bạn chỉ có nó nát thôi, ba người lên bạn điểm số chứ còn hai người làm sao mà chống chọi với năm người được. Rồi chắc win luôn rồi anh em ơi, win luôn nha. Ba đường luôn, tên mình muốn lấy ba đường luôn. Rồi chắc là video clip của mình sẽ kết thúc tại đây rồi anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha đã dành thời gian theo dõi video clip của mình. Bye bye.